Chiều qua 5 tháng 8, Tổng cục Hải quan công bố chính thức mở cổng kết nối tự động với ngân hàng ANZ. Như vậy, ANZ đã trở thành ngân hàng quốc tế đầu tiên tham gia vào hệ thống thuế hải quan điện tử. Từ tháng 7 năm 2014, Tổng cục Hải quan đã ký kết thỏa thuận hợp tác với ngân hàng ANZ trong việc phối hợp thu ngân sách nhà nước, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử. Theo đó, các khách hàng khi thực hiện nộp thuế qua hệ thống của ANZ sẽ được cập nhật trực tiếp đến hệ thống hải quan điện tử của Tổng cục Hải quan. Ông Tarek Mumut, Tổng giám đốc ANZ tại Việt Nam cho biết, việc kết nối này có thể rút ngắn thời gian nộp thuế xuất nhập khẩu xuống còn khoảng 2 giờ so với vài ngày như hiện nay. Thủ tục đang chiếm nhiều thời gian và chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện đóng thuế hải quan. Được sự cho phép, chúng tôi đã tạo ra một kết nối trực tiếp giữa ANZ và Tổng cục Hải quan nhằm giảm thời gian và chi phí cho cả doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI khi thực hiện thông quan hàng hóa tại Việt Nam. Và cho đến nay, phản hồi mà chúng tôi nhận được rất tích cực. Theo bà Lỗ Thị Nhụ, Cục trưởng Cục thuế xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan, có đến 60% số thu của ngành hải quan hiện nay được thực hiện thông qua hệ thống kết nối trực tiếp với các ngân hàng thương mại. Bà kỳ vọng số thu thực hiện qua ngân hàng ANZ sẽ chiếm một nửa trong 40% còn lại, do đây là ngân hàng nước ngoài đầu tiên nên sẽ thu hút đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp FDI. Trước đó vào khoảng tháng 7 năm 2013, ANZ cũng đã triển khai giải pháp ngân hàng trực tuyến dành cho doanh nghiệp, được gọi là ANZ Transactive tại Việt Nam. Hệ thống này được cho là một dịch vụ quản lý dòng tiền an toàn thông qua những giải pháp về thanh toán, thu hộ và quản lý thanh khoản.